Giang, vùng đất Kinh Bắc xưa, giữ vị trí phiên dậu bảo vệ kinh thành Thăng Long, lịch sử còn ghi lại bao chiến công lẫy lừng đánh giặc ngoại xâm. Nơi đây còn có thiên nhiên thơ mộng, phong cảnh hữu tình, cuộc sống phong phú với nhiều dân tộc anh em chung sống. Thiếu nhi Bắc Giang chúng em thật tự hào về quê hương hôm nay đang trên đà phát triển, trở thành một điểm sáng về công nghiệp và hiện đại. Nhiều năm qua, phong trào thiếu nhi Bắc Giang luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Với sự quan tâm và sự nỗ lực không ngừng, hàng năm, thiếu nhi Bắc Giang đã đạt được những thành tích xuất sắc, được các cấp, các ngành và toàn xã hội ghi nhận và đánh giá cao, được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Các phong trào, hoạt động của nhà văn hóa thiếu nhi, đặc biệt là hoạt động của các câu lạc bộ, phong phú, đa dạng và đều khắp, thu hút đông đảo thiếu nhi trong tỉnh tham gia. Trong các hoạt động kể trên, hoạt động đội nghi lễ từ nhiều năm nay được duy trì thường xuyên và hiệu quả, đáp ứng và phục vụ nhiều hoạt động, nhiệm vụ chính trị, văn hóa của tỉnh và cơ sở. Hôm nay, chúng em thật vinh dự vì được đại diện cho thiếu nhi Bắc Giang để giới thiệu một chương trình biểu diễn của đội nghi lễ tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh để tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta, ca cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, khu vực phía Bắc năm 2021. Đây chính là tiếng nói của thiếu nhi Bắc Giang về quê hương yêu dấu của mình. Phần 1. Nghi lễ chào cờ. Chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêm! Phần 2 gồm 2 bài Em là mầm non của Đảng, sáng tác Mộng Lân và Đội ta lớn lên cùng đất nước, sáng tác Phong Nhã. Sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu!